Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin Dân Việt Nóng của báo điện tử Dân Việt, phát sóng lúc 11:30 các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên chuyên trang Dân Việt Media. Sau đây sẽ là những tin nóng sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Người dân ùn ùn mang đào đi bán, quốc lộ 4D qua Sapa tắc chưa từng có. Cá chép đỏ thủy trầm, rộn ràng vượt bể tiến đồng công ông táo. Nguyên nước bánh chưng xanh đến với học sinh nghèo miền Sơn Cước. Cập nhật giá nông sản mới nhất. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 1 năm 2023, báo Nông thôn Ngày Nay điện tử Dân Việt tổ chức chương trình bánh chưng xanh Tết sum vầy cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sang Mát Sáo, Bát Sát, Lào Cai để mang những chiếc bánh chưng có thịt đến với mâm cơm ngày Tết của các em nhỏ nơi đây. Sau 6 tiếng di chuyển, đoàn thiện nguyện báo Nông thôn Ngày Nay điện tử Dân Việt đã tới trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sang Mát Sáo và lập tức bắt tay vào gói bánh chưng cùng thầy cô và các em học sinh tại trường. Thành quả, sau một thời gian đoàn thiện nguyện cùng thầy cô giáo và các em học sinh gói bánh, đó là những chiếc bánh chưng xanh vung vắn, đong đầy tình cảm. Nhìn chiếc bánh chưng xanh, các bạn nhỏ vui thích cười tít mắt, vì các em biết rằng Tết này các em và gia đình sẽ có những ngày lễ Tết ấm no và hạnh phúc. Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ dành tặng người dân nghèo tại thôn Xéo Phìn Than, bản Huồi Măn, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai những suất quà để Tết Quý Mão của họ được đủ đầy hơn. Theo ghi nhận chiều hôm qua ngày 12 tháng 1, việc người dân ùn ùn mang bán đào Tết đã gây ra tình trạng ách tắc giao thông tại ngã ba tuyến đường tránh quốc lộ 4D, đoạn qua thị xã Sapa, Lào Cai. Dọc tuyến quốc lộ 4D, la liệt những cảnh đào rừng được trưng bày, phô diễn sắc đẹp, thu hút mọi ánh nhìn, khiến người đi đường không thể rời mắt. Cảnh người và xe mua bán đào tấp nập diễn ra trên đoạn đường dài khoảng 1 km, khiến giao thông bị ùn tắc. Cho đến 15 giờ chiều, các phương tiện hầu như không nhúc nhích và di chuyển được do giao thông bị ùn tắc, chật cứng. Mãi cho đến khi lực lượng chức năng có mặt, 10 phút sau, giao thông mới được thông thoáng trở lại. Xã Ngư Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi là vựa hoa cúc Tết lớn nhất ở khu vực miền Trung với hơn 500 hộ dân làm nghề trồng hoa. Mỗi năm, địa phương này cung cấp hàng chục ngàn chậu hoa phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán. Vụ hoa Tết năm nay, người trồng hoa ở đây vô cùng phấn khởi khi giá bán cao, chủ vườn có lãi lớn. Chậu hoa có đường kính 70cm được bán với giá từ 300 đến 500 ngàn đồng trên một chậu, cao hơn năm ngoái từ 50 đến 60 ngàn đồng. Chậu hoa cúc có đường kính từ 1m trở lên, giá bán từ 2 đến 3 triệu đồng trên một chậu, cao hơn từ 500 đến 600 nghìn đồng so với năm ngoái. Đến thời điểm này, thương lái đã đến tận nhà vườn trồng hoa để đặt cọc tiền mua hoa. Hiện đã có hơn 80% số lượng hoa của người dân được thương lái đặt cọc. Do đó, bà con địa phương vui vì vụ hoa Tết được mùa, được giá. Cũng liên quan đến chợ hoa Tết, đón Tết Quý Mão 2023, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hàng loạt các chợ hoa xuân phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Thủ Đức. Theo đó, 6 chợ hoa Tết sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 14 tháng 1 đến hết 12 giờ ngày 21 tháng 1, tức từ 23 tháng Chạp đến hết ngày 30 tháng Chạp. Tại các địa điểm công viên 23 tháng 9, quận 1, công viên Gia Định, quận Phú Nhuận, công viên Lê Văn Tám, quận 1, đường hoa Phú Mỹ Hưng, quận 7, chợ đầu mối Bình Điền, quận 8 và một địa điểm tại thành phố Thủ Đức. Riêng chợ hoa Tết tại chợ Bình Điền tổ chức sớm hơn một ngày. Ngoài ra, người dân cũng có thể vui chơi và mua sắm tại chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền diễn ra từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1. Tại đây cũng có nhiều hoạt động như biểu diễn lân sư rồng, biểu diễn nghệ thuật trên tuyến đường Bến Bình Đông và tuyến đường Nguyễn Văn Của, quận 8. Hàng năm, cứ vào dịp gần Tết, người nuôi gà thả vườn tại Đồng Nai đã bắt đầu xuất chuồng gà trống thiến đi đến các đầu mối để phục vụ thị trường. Gà trống thiến được nhiều người ưa chuộng vì thịt thơm, ngọt, có kiểu dáng đẹp, dễ bày mâm cúng. Chính vì thế, càng gần Tết, giá gà đều có xu hướng tăng mạnh, nhưng lượng người mua vẫn rất nhiều. Thiến 400 con gà thiến này nè, nhưng mà hồi năm ngoái thì bán được trăm mấu, còn năm nay thì không biết bao nhiêu, mà trăm năm nay nó cũng giống như năm ngoái thôi chứ. Bình thường là gà thiến thường là ngày thường họ ít ăn lắm, vô dịp Tết rồi họ mình nuôi đồ họ biếu rồi đó. Chứ còn ngày thường là bán gà thiến là khó. Hiện tại, trung bình giá gà bán tại trang trại cho đầu mối dịp Tết là 120.000 đồng đến 150.000 đồng trên 1 kg. Mỗi con gà khi xuất chuồng sẽ có cân nặng từ 3 đến 5 kg, tương đương từ gần 400.000 đồng trên một con đến hơn 600.000 đồng trên một con. Khi chọn gà thiến, người nông dân thường chọn những con khỏe, có mào to đẹp, lông vàng, chân vàng đẹp. Gà trống thiến thời gian nuôi từ 7 đến 8 tháng, khi xuất bán gà đạt trọng lượng mỗi con từ 3 đến 5 kg.
Thì nó khó khăn nhiều chứ, nói chung là cái đợt này do cám lên biết không? Thì cái người nông dân nuôi thì rất là khó khăn. Trước hết là đợt này gà nó bệnh tật, bệnh nhiều, hai cám lên nữa. Vậy thôi. Còn mà cái cách chăm sóc thì từ lúc mà 2 tháng đầu thì mình nuôi cám. Còn từ 2 tháng về cho tới lúc xuất chuồng là 7 tháng rồi. Mình 50 cám, 50 bắp. Đại diện xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ cho biết, những năm qua, các mô hình chăn nuôi đã đóng góp vào thu nhập của người dân, cũng như đóng góp vào giá trị sản xuất kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã khá cao. Tại địa phương, có nhiều mô hình gà thả vườn, đặc biệt là mô hình gà trống thiến, mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, giúp nhiều gia đình có đời sống ổn định, khấm khá. Riêng địa bàn xã Xuân Tây, dịp Tết này sẽ cung cấp trên 15.000 con gà trống thiến phục vụ thị trường. Chỉ còn ít ngày nữa đến ngày Tết ông Công, ông Táo, 23 tháng Chạp âm lịch. Những ngày này, người dân làng nghề nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ đang tất bật xuống ao bắt cá cung cấp ra thị trường. Gia đình ông Nguyễn Huy Luận, người đã có thâm niên hơn 30 năm trong nghề nuôi cá, năm nay, ông dự kiến thu được hơn 1 tấn cá chép đỏ, được thương lái đặt hàng trước, sau khi trừ chi phí cho thu nhập gần 100 triệu đồng, giúp ông đón Tết Quý Mão vui vẻ đầm ấm. Cá chép đỏ của làng nghề chúng tôi năm nay là với cái thứ nhất là tình hình Covid đã ổn định, cho nên là bà con về hộ các nông hộ chăn nuôi là năm nay phát triển nuôi rất là nhiều, mà cái sự và thu nhập của cái cá thì năm nay đạt năng suất rất là cao. Gia đình tôi thì có hơn 1 mẫu, nhưng nuôi thì được trên 1 tấn. Giá thành cá năm nay thì bình ổn. Năm nó sẽ tụt giá thấp hơn so với năm ngoái. Bán giao cho xe là giá 80.000 cân thì nó rơi vào khoảng độ là 90 triệu. Gia đình hiện tại bây giờ đã bán được coi như hết 90% rồi. Đã nhận các mối lái về đặt tiền, đã trả tiền và chủ lên cá là người ta đến là người ta lấy về đi thôi. Tiêu chí của làng nghề chép đỏ chúng tôi là để nuôi một con cá đẹp. Là đòi hỏi là cái sự là từ cái con cá bố mẹ là phải đủ cái tiêu chuẩn mẫu là khỏe và màu sắc sặc sỡ. Khi mà cho đẻ sinh sản ra để nuôi con cá cúng ông táo này để bán ra thị trường là đòi hỏi là cho ăn tốt và theo các nguồn nước là của những người làm nghề là theo cái cách thức mà cổ truyền thì mình có cái bí quyết riêng để làm một con cá rất là khỏe và bán ra thị trường rất là đảm bảo. Nghề nuôi cá chép đỏ trước kia chỉ tập trung ở làng Thủy Trầm nhưng nay đã nhân rộng ra nhiều nơi trong xã. Nghề này cũng không quá vất vả bởi cá chép đỏ ăn đúng giờ, dễ nuôi và dễ nhân giống. Qua nhiều năm, người dân đã dần tích lũy được kinh nghiệm chăm sóc để đảm bảo cá có màu sắc bắt mắt, hình dáng ưa nhìn và kích thước hợp lý để cung cấp cho thị trường. Hơn nữa, người dân chỉ thả cá chép từ tháng 6 hàng năm để phục vụ Tết ông Công ông Táo. Thời gian còn lại vẫn nuôi các loại cá thương phẩm khác. Hiện nay, toàn xã Tuy Lộc có khoảng 250 hộ nuôi cá chép đỏ, sử dụng trên 1.000 lao động tại chỗ và cung cấp ra thị trường khoảng gần 50 tấn cá mỗi năm. Và như thường lệ cuối chương trình, chúng tôi xin được gửi tới quý vị cập nhật giá các mặt hàng nông sản mới nhất. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo để có thể cân đối chi tiêu cho gia đình trong dịp Tết tới đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.